Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt chia rẽ vì bầu cử tại Mỹ. Chưa bao giờ người Việt đã chia rẽ bởi một tổng thống Mỹ như hiện nay. Thái độ ủng hộ hay chống lại vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đang là chủ đề tranh cãi giữa người Việt với nhau ở mức độ không kém gì những tranh cãi xoay quanh người Việt quốc gia và cộng sản từ năm 1975 tới nay. Vào hôm thứ Tư tháng 11, một sự chú ý của cộng đồng Việt Nam đã đổ dồn kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ. Đây là hình ảnh một bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu tạm thời do đài BBC đưa ra vào hôm 4 tháng 11. Đáng lưu ý, trong lúc kết quả chính thức chưa được công bố, nhiều Facebook do hâm mộ Trump đã vội vã loan tin cuộc bầu cử đã ngã ngũ với kết quả Tổng thống Mỹ tái đắc cử và chia buồn với ông Biden. Ngay cả một số Facebook thuộc giới trí thức, nhà báo, nhà hoạt động cũng bày tỏ rằng họ đã sẵn sàng một cuộc nhậu ăn mừng chiến thắng của Tổng thống Trump theo lời tuyên bố đơn phương của ông này tại Tòa Bạch Ốc, trong lúc việc kiểm phiếu một số tiểu bang quan trọng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sự chia rẽ đã lên đến đỉnh điểm khi những người Việt hâm mộ Trump còn công kích giáo sư Jonathan London, một công dân Mỹ hiện sống ở Hà Lan và biết nói tiếng Việt, vì ông này thẳng thắn bình phẩm những người Mỹ gốc Việt đã bỏ phiếu cho Trump là ngu xuẩn. Ông London đã viết trên trang cá nhân rằng, tôi thừa nhận rằng đó không phải là một cách đánh giá mang tính xây dựng. Có người đánh giá là mất dạy và cũng có thể đúng, vì rất nhiều người đều có quyền đưa ra quan điểm của họ, nếu không mới là trái ngược với những giá trị của dân chủ. Tôi không thể hiểu tại sao bất cứ ai nói rằng nhân quyền là quan trọng nhưng lại sẵn sàng ủng hộ một người mà rõ ràng đã không ngừng chống lại chính những giá trị này. Dù sao, đối với những ai thấy bị xúc phạm, vui lòng hiểu rằng tôi đã không nêu mạnh quá khi phê bình lựa chọn chính đáng của người khác. Và vui lòng hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì chống sự phân biệt chủng tộc trong mọi hình thức và chống lại ai đó không ủng hộ nhân quyền hoặc dân chủ. Chủ nghĩa phát xít là một tư tưởng chết người mà chúng ta không thể coi thường. Và thêm không ít người nên dân chủ vốn đã quá yếu rồi của Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm cực cao. Vị giáo sư đã giải thích thêm như vậy. Luật sư Trần Duy Cảnh thì bình luận trên trang cá nhân của mình như sau. Mình khá bàng quang về cuộc bầu cử này và mỉm cười khi bạn bè chửi lẫn nhau như chó với mèo về hai ông già gần này. Đây là hình ảnh Facebook của giáo sư Jonathan London đưa ra lời giải thích vì đã chê những người gốc Việt bỏ phiếu cho Trump là ngu xuẩn. Sau đó, ông đã nhận được rất nhiều gạch đá công kích từ người Việt cả trong và ngoài nước. Bởi mình nghĩ chả liên quan chỉ đến mình mà không làm gì để thay đổi được. Mình chỉ là công dân quèn ở một nước Việt Nam xa xôi, ốm yếu. Thế nhưng, bây giờ xem thấy kết quả thót tim ra phết. Mình muốn Biden thắng không phải vì ông tốt hơn Trump, mà mình nghĩ rằng ông này sẽ làm cho xã hội Mỹ bình yên hơn, bạn bè đỡ bớt cãi nhau hơn, ví dụ như thế, nhiều lý do khác nữa. Ông Cảnh cũng nửa đùa nửa thật mỉa mai rằng mô hình bầu cử của Việt Nam hay hơn, ưu việt hơn, không ai đau khổ hay giận dữ cả. Trước đó, vào mùng 3 tháng 11, nhà báo Bạch Hoàn cũng đăng trên trang Facebook cá nhân của mình rằng bị phe chống Trump công kích một cách vô cớ, cô kể như sau. Bỗng dưng sáng nay, tôi bị người chống Trump chụp mũ là muốn Trump làm tổng thống mãi mãi. Khi tôi chất vấn bằng chứng thì họ đòi tôi phải đưa ra trả lời là tôi ủng hộ Trump hay không. Về nguyên tắc, khi anh ta cáo buộc ai điều gì đó, anh ta phải đưa ra bằng chứng cho điều mình cáo buộc. Và đương nhiên, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh ta là tôi ủng hộ Trump hay chống Trump. Việc anh không chứng minh mà còn hỏi ngược lại tôi, chứng tỏ anh chỉ là loại lộng ngôn, ngạo mạn, nhận thức của anh còn xa lắm mới tới được văn minh. Tôi là người Việt Nam, tôi quan tâm tới những gì gắn bó với đất nước tôi, đến đời sống xã hội quanh tôi, quan tâm đến vận mệnh Việt Nam, và tôi thấy mình cần bày tỏ về các vấn đề về Việt Nam. Tại sao tôi ủng hộ hay không ủng hộ một ứng viên tổng thống quốc gia khác? Sao dám vặn vẹo tôi ủng hộ hay chống? Sao dám xâm phạm thô bạo vào quyền tự do của tôi như vậy? Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Bạch Hoàn nói mình bị tấn công vô cớ từ những người chống Trump. Nói lại một lần nữa, tôi không thờ phụng bất cứ cá nhân nào mà chỉ theo đuổi các giá trị. Đảm bảo các giá trị nền tảng, giá trị phổ quát có thể góp phần tạo ra nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhưng nhà lãnh đạo dù là bất cứ ai cũng không bao giờ được phép đứng trên các giá trị. Yêu quý hay ghét bỏ ai đều là cảm xúc cá nhân. Với tôi, chính trị
không có chỗ cho cảm xúc. Tôi nói gì cần nói, bày tỏ gì cần bày tỏ. Trump hay Biden chỉ có nhiệm kỳ, nhưng người Việt Nam chúng tôi cần đoàn kết vì một tương lai đất nước Việt Nam. Vì chống một nhà lãnh đạo, vì ghét một ông tổng thống mà đòi hỏi người khác phải mặc đồng phục tư duy, tự cho mình cái quyền lộng ngôn vô lối, chụp mũ cả những người không bày tỏ quan điểm. Đó đích xác là những người chưa trưởng thành về nhận thức chính trị. Nhà báo Bạch Hoàn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Luật sư Lê Công Định thì ngược lại. Ông cho rằng ông đã bị phe cuồng Trump tấn công nhầm, mặc dù ông đã khẳng định là mình về phe ủng hộ Trump. Trước đó, ông đã đưa ra một câu có tính chơi chữ, nhại lại khẩu hiệu của Trump. Và chính câu nhại này mà ông đã bị công kích nặng lời. Ông giải thích rằng, nhiều người chống Trump cực đoan, nhất là người Mỹ, vẫn cho rằng Tổng thống Trump đã là của nước Mỹ trong 4 năm. Và như thế nào thì mời quý vị lên truyền thông cánh tả đọc và đừng hiểu từ đó theo nghĩa dung tục duy nhất. Do đó, để chọc những người này cực đoan, tôi viết một câu tiên đoán rằng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào sáng nay khi kết quả còn chưa rõ ràng, khi dùng câu slogan tranh cử trước đây của Tổng thống Trump rồi dùng lại những câu chữ theo cách của những người chống Trump cực đoan đã dùng để chửi ông, để chơi chữ và muốn nói rằng ông Trump sẽ lại ở nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Điều đó hiển nhiên cho thấy tôi đã ủng hộ ai giữa ông Trump và ông Biden trong trận đấu này. Đây là hình ảnh luật sư Lê Công Định phải bộc lộ cụ thể là mình ủng hộ Trump để tránh bị phe cuồng Trump công kích. Ấy vậy mà, nhiều người Việt Nam ủng hộ Trump thay vì hiểu theo hướng như thế lại quay sang chửi rủa tôi. Họ quá thông minh một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí, những người cuồng Trump còn cho rằng tôi đổi gió khi sau đó đăng bức hình mang hàng chữ ủng hộ Trump vì tôi đón gió Trump sẽ thắng. Đọc nhanh, hiểu chậm nhưng chửi nhau là như thế. Tuy nhiên, đùa một câu mà phải giải thích cả 10 câu thiệt là mệt. Và luật sư Lê Công Định đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Còn nhà văn Nguyễn Viện đưa ra nhận định có vẻ trung tính hơn nhưng vẫn nghiêng về phe ủng hộ Trump. Ông nói, dù ai là Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ này thì cuộc bầu cử cũng cho thấy số người yêu và ghét Trump khá cân bằng. Cho dù truyền thông trong 4 năm qua không ngừng mô tả Trump như một kẻ xấu xa, thậm tệ. Có lẽ chưa có một nhân vật chính trị đương đại nào lại tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều đến thế. Và cũng chưa một nhân vật nào lại có thể tạo ra nhiều bi kịch giữa tình bạn, tình gia đình đến thế. Nhà văn Nguyễn Viện đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Vào tuần trước, tôi có bị một người anh thân tình sống cùng thành phố nói lời chia tay và xóa kết bạn với tôi trên trang Facebook. Lý do anh đã nhiều lần nhắc, thôi em đừng biết gì về ông Tổng thống của anh nữa. Tôi vẫn không theo. Ông Võ Ngọc Ánh từ thành phố Tacoma, bang Washington, Hoa Kỳ đã kể như vậy. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác ngừng nói chuyện, hủy kết bạn sau khi tôi viết về Donald Trump. Dù trước đó chúng tôi khá thân nhau ngoài đời, hợp nhau về nhiều chủ đề từ chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội đến niềm tin. Còn trên mạng xã hội Facebook, tôi có bạn ở khắp vùng miền, quốc gia khác tôn giáo, không cùng cách thức đấu tranh, chẳng chung sở thích. Trước đây vẫn trao đổi với nhau về nhiều vấn đề để học hỏi lẫn nhau, nhưng khi biết tôi suy nghĩ về Trump khác họ, đã có không ít người ngừng tương tác, hủy kết bạn. Ông Võ Ngọc Ánh cũng nói thêm như vậy. Trump hay Biden, vết thương chiến tranh của cộng đồng về Việt tái phát trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh Trump hay Biden sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Kẻ phản bội hay bọn cộng sản là những phản ứng của người gốc Việt ở Mỹ trước những thông tin về nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden được lan truyền trên mạng vào tháng trước. Nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử cho rằng ông Biden, ứng viên tranh cử Tổng thống, đại diện cho Đảng Dân Chủ, tôn thờ Trung Quốc và phản đối việc tiếp nhận người tị nạn tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Trong số nhiều lý do khác cũng được đưa ra. Càng gần đến ngày bầu cử, cảm xúc của họ càng tăng cao và khả năng cư xử văn minh với nhau, lắng nhau nghe không còn nữa. Mai Linh Thái, dân biểu bang Washington, đại diện của Đảng Dân Chủ, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ khi nhận định về sự xung khắc trong cộng đồng người Việt trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Dân biểu gốc Việt từng là một di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam khi tới Mỹ lúc 15 tuổi cho rằng sự chia rẽ trong cộng đồng gốc Việt lớn hơn nhiều lần trong cuộc đua của hai ứng viên Trump và Biden so với những cuộc bầu cử trước đây. Dân biểu Mai Linh, người tị nạn Việt Nam đầu tiên được bầu vào Hạ viện tiểu bang Washington, đưa ra ví dụ về sự xung đột tăng cao không chỉ qua những cuộc đấu khẩu
mà còn chuyển thành những cuộc ẩu đả khi một người gốc Việt ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden bị tấn công về thể chất gây thương tích bởi những người Việt khác trong một cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố của tiểu bang Washington, nơi bà đại diện. Và đó chính là những trận chiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Đây là hình ảnh người Mỹ gốc Việt ở Little Sài Gòn ủng hộ Donald Trump. Sự chia rẽ này gợi lên những vết thương lòng từ cuộc chiến tranh Việt Nam khi quân Bắc Việt của Đảng Cộng sản Việt Nam tràn xuống nói là giải phóng miền Nam đã khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Đối với một số người, nó gợi nhớ những cuộc vượt biển đầy gian khổ để rời khỏi Việt Nam khi đất nước này hoàn toàn thuộc chế độ Cộng sản. Cuộc bầu cử này có vẻ như đã trở thành một sự tái diễn của cuộc chiến tranh. Genevieve Vũ, giám đốc khu vực Tây Bắc của nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden đã nói trên The Start Time. Nhiều người Việt tị nạn tin rằng Đảng Cộng Hòa có chủ trương chống Cộng sản và họ cũng cảm thấy được Đảng Cộng Hòa chào đón nhiều hơn khi tới Mỹ. Một trong những đăng tải trên trang Facebook trong nhóm người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng với việc ông Trump tái đắc cử, từ đây chế độ Cộng sản rừng rú man dợ sẽ bị xóa sổ trên toàn thế giới. Trong các phát biểu cũng như những quảng cáo trên truyền hình hay trên đường phố của chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump đã đưa ra quan điểm rõ ràng về việc loại bỏ chủ nghĩa xã hội ra khỏi nước Mỹ. Đó cũng là một lý do vì sao nhiều người gốc Việt, đặc biệt thuộc thế hệ tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh, ủng hộ ông Donald Trump. Một cuộc thăm dò của AP đưa ra vào hồi tháng 9 cho thấy người Mỹ gốc Việt là nhóm duy nhất trong cộng đồng người châu Á ở Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump nhiều hơn so với cựu Tổng thống Biden, 48% cho các ứng viên Đảng Cộng Hòa và 36% cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Ca sĩ Như Loan là một trong hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử Tổng thống lần này. Cô cho biết rằng cô đã bỏ phiếu vì sự công bằng, nhân đạo, cho phụ nữ quyền được lựa chọn và cho hy vọng. Tôi bỏ phiếu cho những điều mà tôi tin tưởng. Và tôi hy vọng rằng thậm chí nếu bạn không cùng quan điểm với tôi thì vẫn tôn trọng nó. Tôi cũng sẽ là như vậy với bạn. Dù quan điểm của bạn là gì, hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe. Nếu ai cũng đưa ra ý kiến của mình trong cách tôn trọng người khác thì sự chia rẽ sẽ không bị quá lớn. Bởi cuối cùng thì các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè vẫn quan trọng hơn mối quan hệ với những người chính trị gia mà họ không biết mình là ai. Còn dân biểu Mai Linh thì nói rằng, hy vọng rằng sau cuộc bầu cử lần này, khi những cảm xúc không còn dâng cao, thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể ngồi lại với nhau và những cuộc hội thoại sâu sắc với đầy tính yêu thương với nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản tin Người Việt bị chia rẽ vì bầu cử tại Mỹ. Quý vị hãy chia sẻ những bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de